Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục về series trốn tìm, thì có rất nhiều bạn yêu cầu mấy anh chúng tôi thực hiện thử thách là trốn tìm ở quanh xã. Thì ngày hôm nay là sẽ có 4 thành viên chơi nhá. Đấy, Phương có Phòng, Phương có Côn, em Hiếu Đầu Tè và em Tâm. Thì luật chơi rất đơn giản là mọi người chỉ được trốn ở trên đường bê tông thôi. Đấy, chỉ được ở trên đường bê tông, không được trèo lên cây mà cũng không được giúp các bạn nhá, chỉ ở trên đường bê tông thôi. Và tôi sẽ có thời gian là 2 tiếng để đi tìm. Ờ các bạn ơi, hôm nay bác Ngọt trốn tìm quanh xã thì bác Ngọt để cả năm đi tìm mà không tìm hết tất cả mọi người. Mặc dù chỉ ở chơi ở đường bê tông thôi nhá, nhưng xã tôi làng là cả đường bê tông. Thật sự tôi cứ đi khơi khơi ngoài đường, chắc bác Ngọt chả gặp được tôi mà bắt được tôi các bạn. Thì hôm nay thử thách trốn tìm trên đường bê tông ở tất cả các thôn ở xã tôi thì các bạn ơi. Bác Ngọt đây, bác chắc phải hô hào chắc cả gia đình bác đi tìm cháu nhá. Chắc phải tìm đến sang năm. Thử thách hôm nay là trốn tìm tất cả các làng ở quanh xã tôi nhá. Có 14 thôn các bạn. Thôi tôi chốt lại mỗi một câu là bác Ngọt tốt nhất dùng cả đời mình đi tìm với tôi đi nhá. Các bạn này thì thử thách hôm nay là trốn tìm quanh xã nhưng mà chỉ được trốn ở đường bê tông thôi nhá. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ chơi bắn nhá. Rúc vào trong bụi, ok nhá. Mọi người rất là chơi chưa? Bây giờ mọi người sẽ có 10 phút để đi trốn, bắt đầu. Thì tôi đã tìm thấy cái làng rất là thích hợp và tôi trốn nhá các bạn ạ. Thì đây, thì hôm nay chỉ trốn ở đường bê tông. Thật sự tôi cứ độc đứng ở đây, đứng như cái cột điện ở đây thì khả năng bác Ngọt cũng không bắt được thật các bạn ạ. Hôm nay thử thách trốn tìm ở đường bê tông ở quanh xã các bạn ơi. Thì tôi sau một thời gian tôi suy nghĩ thì tôi phân tích thì tôi đã đi vào làng Mỹ Duệ. Cái làng tủ của tôi các bạn ơi, là quê ngoại của tôi các bạn ơi. Thì bây giờ tôi sẽ ra đây tôi trốn nhé. Tôi đã tìm được một chỗ gốc cây các bạn ơi, nhìn thấy cây cổ thụ không? Cây này không biết là được mấy trăm năm rồi, nhìn gốc này các bạn nhìn cực đẹp luôn. Tôi trốn ở đây thì không biết có phạm quy không, nhưng tôi kệ, tôi cứ lao vào chỗ cây tôi lấp cho nó mát. Thì là tôi tìm thấy một làng rất chi là xa khoảng cách điểm xuất phát các bạn ạ, đó là làng Phương Xá nhé các bạn nhé. Thì tôi tìm thấy một gốc cây sấu đây các bạn ạ. Tôi cứ ngồi đây ăn làm vài quả sấu xong đợi bác Ngọt, thì đợi để tìm cả đời các bạn. Tôi cho bác Ngọt cả đời tìm tôi luôn các bạn nhé. Các bạn ơi, thì hôm nay tôi sẽ làm một quả gọi là nguy hiểm tí nhá. Hôm nay tôi sẽ trốn ở khu vực chính là làng tôi luôn nhá. Thì tôi nghĩ là anh Ngọt sẽ không vào đây tìm đâu. Các bạn ơi, như vậy là 10 phút dành cho mọi người đi trốn là hết. Bây giờ tôi sẽ có 2 tiếng để đi tìm các bạn nhá. Thì thật sự là trốn tìm ở quanh xã ngày hôm nay thì chỉ có 4 người chơi thôi. Nhưng mà làng xã tôi thì có tổng cộng là 14 thôn. Đấy, vì thế là tôi tính là sẽ mỗi thôn là sẽ tìm hết khoảng tầm 9 phút các bạn. Đấy. 9 phút cho 14 thôn. Mỗi thôn là 9 phút thì hy vọng là tôi sẽ may mắn để bắt được hết tất cả mọi người nhé các bạn nhá. Thì đây là làng đầu tiên là tôi vào, là sẽ là làng Tì Điện các bạn ạ. Đấy, thôn Tì Điện các bạn nhá. Thì trung bình mỗi làng là phải cố gắng tìm trong vòng 9 phút các bạn này. Bác Ngọt cứ nghĩ mình mạnh. Rốt thì mạnh cái gì? 2 tiếng mà 14 thôn làm sao mà tìm hết tất cả mọi người? À, chắc là bác Ngọt lâu không mấy cái clip gần đây dế quá, không ai nhận được phần thưởng của bác Ngọt. Chắc bác Ngọt cho cơ hội mọi người nhận phần thưởng đấy. Thì mọi người cố gắng trốn thật là kỹ vào nhá. Thì các bạn ạ, luật chơi ngày hôm nay là mọi người chỉ được ở trên đường thôi các bạn nhá. Không được rúc vào bụi cây, hay là cũng không được ngồi vào gòn nước, hay là cũng không được trèo lên cây. Đấy, chỉ được ngồi ở trên đường thôi. Vì thế là tôi đã có thời gian là 2 tiếng thôi thì mới đủ thôi. Chứ các bạn mà bảo bây giờ mà tất cả những cái người chơi đấy mà đi trốn mà rúc vào những cái bụi rậm này thì tôi nghĩ là như thế là tìm chắc phải tầm cả năm cũng không thấy các bạn. Thì đây là đang ở thôn Tì Điện nha các bạn nhá. Thôn đầu tiên tôi tìm. Giờ tôi sẽ cố gắng tìm. Thì thử thách trốn tìm ngày hôm nay tôi nghĩ là thằng em Tâm là lợi thế nhất các bạn ấy. Thì nó, các bạn biết là nó có anh em bốn phương mà. Chỗ nào thì nó cũng có vài thằng kiểu như nó ấy, như Tâm ấy. Thì các bạn biết ấy, thì lợi thế của Tâm rất là lớn. Tôi nghĩ là bác Ngọt hôm nay tìm Tâm chắc phải tìm đến sáng năm. Rất là khó bạn ạ, tôi tìm từ nãy giờ mới hết cái làng Tì Điện này. Đấy, hết khoảng tầm 8-9 phút rồi. Giờ thì là làng này là không có người các bạn nhá. Cũng có thể là tôi tìm sót. Đấy, giờ thì tôi sẽ tiếp tục di chuyển sang làng tiếp theo các bạn nhá. Mấy ông kia thì hôm nay là kiểu gì cũng có ông được phần thưởng rồi. Hôm nay tôi nghĩ là mọi người sẽ gáy rất là khét. Đấy, nhưng mà không sao các bạn ạ. Thử thách càng khó thì tôi càng thích. Anh Ngọt tạo này lại ấy rồi các bạn. Vợ bị mất nóc nhà, lấy mất nóc nhà rồi, bây giờ lại đi tìm đứa khác rồi các bạn. Dạo này tôi thấy vui lắm, tươi lắm các bạn. Cứ ngồi góc xó nhà, góc xó bếp là ngồi nhắn tin điện thoại với em U40, U50 các bạn ạ. Quả này hỏng rồi các bạn ơi.
Thế nào tem tôi này giờ toàn fan U40 mới 50 thế này rồi. Nào ông nào ông đấy cũng đẹp trai ngày ngời, toàn thích U40 50, tôi chả hiểu bọn nó nghĩ cái gì. Các bạn ơi, làng tiếp theo tôi tìm sẽ là thôn Ngọc Thượng các bạn nhá. Đấy thì nói chung là làng này thì cũng rất là rộng các bạn ạ. Đấy thì không biết là có ông nào trốn đây không. Nhưng mà hy vọng là sẽ có người trốn. Quan trọng là phải có người trốn các bạn, bởi vì là sẽ có 14 làng và trong đó lại chỉ có 4 người chơi thôi. Tâm, Côn, Phòng và Hiếu các bạn. Đấy thì thật sự cũng rất là khó, nhưng mà thử thách này thì được rất là nhiều bạn yêu cầu nha các bạn nhá. Thì tôi sẽ phải cố gắng trong vòng 2 tiếng để bắt hết được mọi người. Các bạn ơi, thì chiều qua tôi có thấy anh Hiếu đang bơi rình mò nhà tới nha các bạn ơi. Thì đúng lúc người vợ tới đang tắm, vợ tới đi ra nhòm thấy anh Hiếu mặc quần xịt Doraemon thì tôi không hiểu anh Hiếu nghĩ cái gì đấy. Tới mà biết tới buồn lắm anh Hiếu ơi. Anh đừng làm những chuyện đổi bại như thế nhá. Như vậy là tôi đã tìm hết cái thôn Ngọc Thượng này rồi mà cũng không bắt được ai các bạn nhá. Đấy thì là bây giờ tôi sẽ tiếp tục là di chuyển sang làng khác thôi các bạn ơi. Thử thách hôm nay quá khó các bạn ạ. Thì luật chơi hôm nay là chỉ ngồi ở đường bê tông thôi nhá các bạn nhá. Bê tông như thế này là không được rút là vào, chỉ vào quá đây cũng là phạm quy nè. Nhưng mà thật sự vẫn tôi nghĩ vẫn quá khó cho bác Ngọt thật. Các bạn ơi, tiếp tục vào trong làng Tỳ Thành nhé các bạn nhá. Đấy thì làng này thật sự cũng rất là nhỏ nhé các bạn nhá. Thì thật sự là từ đấy đi bao nhiêu làng chưa bắt được ai các bạn ơi. Đấy thì mấy ông này trốn thì không biết là có bắt được ai không, thì hy vọng là làng này cũng rất là nhỏ, tôi phải cố gắng tiết kiệm thời gian nhanh nhất để bắt được người các bạn nhá. Các bạn ơi, làng này thì nó thật sự nó cũng rất là bé thôi. Phải cố gắng các bạn ơi. Bác Ngọt có 2 tiếng mà tìm hết 14 thôn thì không thể làm ngõ nào cũng đi, hẻm nào cũng đi được các bạn hiểu không? Cơ hội chiến thắng của anh em chúng tôi rất là cao các bạn. Hôm nay nhá, tôi gái nhá, hôm nay thằng nào mà bị bắt là thằng ngu các bạn, ngu. Thì các bạn ạ, cái làng này là cũng rất là bé đấy các bạn nhá. Thì là tôi chắc phải đi chỉ làng này chắc chỉ mất tầm mấy phút là đi hết làng thôi. Ôi các bạn ơi, tôi nghe thấy tiếng Bác Ngọt đang phân tích ở đây rồi. Thế các bạn ơi, mà chơi đã không được luôn các bạn ơi. Thì giờ khả năng tôi oảng cao rồi các bạn ạ. Chỉ ngồi đây biết chịu trận như làm thế nào. Thật sự thử thách ngày hôm nay là cực kỳ khó nhá. Ông nào may mắn thì... Ôi... Ôi các bạn ơi, thật sự tôi là người may mắn như bạn ơi. Như vậy người đầu tiên bị bắt là Phương của cô nhá. Ôi cô này. Đấy các bạn ơi, đây là đang sang tìm đúng cái làng thứ 3 rồi thì bắt được Côn. Ôi các bạn, như vậy là thời gian là trôi hết 28 phút rồi các bạn ơi. Mới bắt được một mình Côn. Các bạn ơi, nghe thấy Bác Ngọt nói giang giảng ở kia rồi, nhưng mà luật chơi là không được luẩn. Tôi chỉ ngồi biết đấy, ngồi chịu trận thôi chứ sao. Đen các bạn, tôi đen. Ok nha các bạn nha, như vậy Côn người bắt đầu tiên thì tôi sẽ tiết kiệm thời gian này, tôi sẽ đi bắt người tiếp theo các bạn nha. Thì là chính thức là vợ anh Côn là hôm nay lên bệnh viện Bắc Linh là vào chuồng đẻ rồi nha các bạn nha. Thế nào, nên không lên Bắc Linh chăm vợ đẻ, lại còn ở nhà sáng nay tranh thủ buổi sáng sang bên chợ ngụ ngồi cạnh bà U50 bán cá các bạn, tâm sự trò chuyện nó đùa chứ. Chị Thảo chị đấy đẻ xong mà chị đấy về chị đấy biết thì cầm dao chị đấy xẻo chim các bạn ạ. Lại tội cho anh Côn lại không dí được em Thanh Hóa, lại khổ các bạn nhỉ. Các bạn ơi, và làng tiếp theo tôi sẽ tìm kiếm đó là làng Hương Chi các bạn nhá. Đấy, cái làng này thì cũng rất là rộng và làng này là làng của Hiếu Tồ Tề đây các bạn ơi. Đấy, làng Hiếu Tồ Tề thì không biết là Hiếu nó có trốn ở làng này không. Nhưng mà theo sự phân tích và tính toán của tôi thì thằng Hiếu nó không dốt đến mức độ như thế đâu. Đấy, thì là làng này thì thật sự cũng rất là rộng. Và làng này thì anh em chúng tôi cũng hay xuống đây, vì có ngõ ngách nào thì tôi chả biết các bạn ạ. Thì như thế thằng Hiếu nó cũng sẽ không trốn đâu. Thì thời gian đã trôi qua rất là nhiều rồi thì tôi mới chỉ bắt được một người, đó chính là Phương Côn các bạn ạ. Côn Tổ Tà thế. Côn dạo này chơi trốn tìm toàn bị bắt đầu tiên các bạn ạ. À, tôi thấy là tư duy của Côn nó hơi tổ tẻ tí các bạn ơi. Thì chính thức hôm nay tôi sẽ rút lui khỏi cái hội trích hút nghiện ngập nhá. Thì tôi bởi vì tôi là cháu ngoan Bác Hồ mà. Tiền ăn giải của anh em thì tôi cũng chỉ mua đồ dùng học tập rồi đóng tiền học các kiểu thôi. Nhưng mà tôi bây giờ sẽ tiếp tục lối theo con đường gọi là lô đề cờ bạc như các bạn này. Đi tìm hết cái làng này rồi mà vẫn chưa tìm được ai các bạn ơi. Cũng rất là khó các bạn nhá. Đấy, tầm này thì tầm lắng trưa. Tầm 12 giờ trưa các bạn ơi. Thì thật sự cũng rất là khó.
Nhưng mà không sao các bạn ạ, tôi sẽ quyết tâm tìm hết tất cả mọi người. Giờ tôi sẽ tiếp tục di chuyển sang làng khác các bạn nhé. Tôi lại nói về anh Hiếu tí nhé, vừa nãy tôi đi cùng anh Hiếu ấy. Anh Hiếu vừa đi qua cái làng Tỷ Điện ấy. Cái làng đấy có mấy cái quán karaoke các bạn ấy. Đã ăn rình rình hỏi tôi và có tiền không cho anh vay mấy trăm anh vào đấy anh dí cái các bạn ấy. Ui đổi bại chứ, em còn nổ chắc dạo này chắc cái vụ tặng xịt không thành nên là đang bí các bạn ấy. Các bạn ơi, và làng tiếp theo tôi sẽ tìm kiếm đó là làng Phương Thanh các bạn nhá. Làng này thì thật sự nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà cây cối hai bên đường thì các bạn nhìn này, nó cũng rất là nhiều các bạn nhá. Cái làng này thì tôi rất hay xuống đây đánh bóng chuyền các bạn, vì thế là ngõ ngách nào thì tôi cũng biết các bạn ạ. Đấy, và đây thì là trước kia Côn thì cũng chơi trốn tìm ở đây một lần rồi, thì nói chung là đường này thì tôi cũng thông thuộc thôi, nhưng mà vẫn phải hy vọng là nhờ vào sự may mắn thì mới tìm được mọi người. Và ngày hôm nay thì Côn mới bắt đầu tiên thì còn ba người nữa nhá, còn Phòng, còn Hiếu, còn em Tâm. Trong ba người đấy thì tôi nếu mà nói về đánh giá cao nhất thì ngày hôm nay thì thật sự là không đánh giá được các bạn, là do là ngày hôm nay là may mắn thôi. Và là tôi tìm làng nào trước thì hoặc ông nào trốn vào cái làng mà tôi tìm thì đen thôi, chứ còn ngày hôm nay thì không phân biệt được ai giỏi ai dốt cả các bạn. Em Tâm bị xã nó có giấy triệu tập lên xã các bạn ạ. Nó đùa chứ em Tâm ơi, em không biết làm nên tội gì mà lại có giấy triệu tập ở xã thế này, chết rồi. Nhưng các bạn ạ, tôi thấy nhà em Tâm toàn úng hút với dây bạc như thế thì chết dở rồi các bạn. Thì các bạn biết em Tâm bị triệu tập lên xã làm gì thì các bạn comment xuống dưới video giúp tôi nha các bạn nhé. Cái làng này cây cối nó cũng rất là um tùm nhá, khả năng là mát như này thì tôi nghĩ là cũng sẽ có ông nào ông ấy trốn ở đây đấy các bạn, cũng chưa biết thế nào đấy các bạn. Nhìn vào cái đoạn đường này đi tùm hết. Nhưng mà tôi thì vẫn là tìm là cứ 8 phút hoặc là 9 phút một làng thôi, không tìm nhiều các bạn. Không tìm thấy thì thôi, nói chung là bỏ qua, để làm sao được đi hết 14 thôn các bạn. Đi hết 14 thôn thì mình sẽ có cơ hội bắt được mọi người cao hơn các bạn nhé. Vừa lúc bắt đầu đi chơi trốn tìm thì tôi đã thấy anh Hiếu cầm cái sơ lít hỏng đút ở trong túi các bạn ạ. Thì tôi nghĩ là anh Hiếu vừa mới nhảy được của cô em nào hàng xóm phơi quần sơ lít rồi áo yếc là phơi đầy ngoài cửa, là anh Hiếu vào anh Hiếu lấy luôn đấy các bạn này. Anh Hiếu ơi, anh đừng đổi bại như thế nhá. Các bạn ơi, như vậy là tôi đã đi hết làng Phương Thanh rồi các bạn nhá, và vẫn chưa tìm được thêm một người nào nữa. Thì giờ tôi sẽ tiếp tục di chuyển sang làng khác các bạn nhá. Cả đây, thật sự là đến giờ phút này là rất là lạn rồi các bạn ạ. Thế nào tôi nghĩ là thử thách trốn tìm một quanh xã ấy, khó quá các bạn ạ. Vừa lúc bắt đầu đi chơi trốn tìm thì tôi đã thấy anh Hiếu cầm cái sơ lít hỏng đút ở trong túi các bạn ạ. Thì tôi nghĩ là anh Hiếu vừa mới nhảy được của cô em nào hàng xóm phơi quần sơ lít rồi áo yếc là phơi đầy ngoài cửa, là anh Hiếu vào anh Hiếu lấy luôn đấy các bạn này. Anh Hiếu ơi, anh đừng đổi bại như thế nhá. Các bạn ơi, và làng tiếp theo tôi sẽ tìm kiếm đó là làng Phương Xá các bạn nhá. Đấy, làng này thì cái làng gần ủy ban nhân dân xã này các bạn ơi. Đấy, thì là chúng tôi cũng rất là hay quay video ở cái làng này. Thì không biết là cái làng này là có ông nào trốn hay không. Đấy, thì hôm trước là Côn cũng quay video ở làng này một lần rồi các bạn nhá. Thì là địa hình ở đây thì nói chung là mấy anh em trong xã thì nó cũng quen thuộc hết các bạn. Làng này thì nó cũng rất là nhỏ thôi, nó cũng không to lắm. Thì hy vọng là làng này là sẽ có người trốn các bạn ạ. Đi tìm từ nãy giờ mất chắc phải gần một tiếng rồi các bạn ạ, mà mới chỉ bắt được một mình Côn thôi. Không biết là làng này là có ông nào trốn hay không, hy vọng là có các bạn ạ. Cầu trời khấn Phật là có ở làng này. Tôi dạo này mệt mỏi quá rồi các bạn, ngày đi đóng video lắng nôi về mệt mỏi rồi, xong tối về lại phải đi phục vụ em quần hổ, sức đâu mà phục vụ bây giờ các bạn ạ. Trả cho tôi thời gian nghỉ ngơi tí nào các bạn, khổ thân tôi thế các bạn này. Các bạn mà có em nào thì cứ bảo tôi tiếp, tôi phục vụ nữa nha các bạn nhé. Chơi là mỗi người chỉ được trốn ở một làng nhá, chứ không có chuyện là hai người cùng trốn một làng. Đấy, bởi vì mọi người sẽ tự phải phân chia nhau ra, chia nhau ra để trốn. Chứ nếu mà trốn hai người cùng làng thì chẳng may mà những cái đấy mà tôi lại bắt được cả hai, hoặc là cả hai người cùng thoát thì nó lại không hay các bạn, đúng không, đúng quy định đúng không? Thật sự cái làng này cũng rất là rộng, nhưng mà dù sao là tôi vẫn tính như lúc ban đầu rồi, cứ tầm 8-9 phút là một làng. Bây giờ muốn tôi mà không mệt mỏi nữa ấy, thì cách duy nhất thôi các bạn ạ, mong sao tới cho vợ tới đi uống cà phê cà pháo trà sữa với tôi thì
ngon các bạn, lại còn vừa độ loa, độ vòng 3 xong thì đúng là tuyệt vời luôn, là hết mệt mỏi luôn các bạn. Ờ bạn ơi, thì tiếp tục đến vị trí này thì từ xa tôi đã nhìn thấy một con xe máy đây, là con xe này nhìn quen lắm các bạn ơi. À đây đúng là con xe đầu đỏ của Hiếu rồi nhá bạn nhá. Ôi các bạn ơi, như vậy là tôi đã tìm thấy Hiếu tàu tè các bạn nhá. Hiếu ơi, cuối cùng anh đã bắt được mày điên đây. À, Hiếu nó trốn ở cái làng này, xong mày trốn tù tè đấy. Anh bảo trốn ở trên đường bê tông, một thằng này nó lại trốn trèo lên cây các bạn. Mày hôm nay mà mày nhất thì mày bị sai phạm quy ấy. Các bạn này, ở cốc cây nó mát quá các bạn ạ, thì làm thế nào được. Rồi các bạn ơi, như vậy là thời gian là trôi hết 54 phút rồi, thì tôi đã bắt được Hiếu. Hiếu ơi, sao thử thách này dễ thế mà mày lại vẫn bị bắt nhỉ? Anh ơi, qua em để cho anh bắt thôi, chứ thực sự em mà lấp thật thì anh tìm cả đời. Ok các bạn ơi, để tiết kiệm thời gian giờ tôi sẽ tiếp tục đi tìm người tiếp theo các bạn nhá. Thì trong 4 người chơi hôm nay tôi nhìn thấy anh Côn mặt trông nghiêm túc quyết tâm lắm các bạn. Hôm nay chắc là Nghi định kiếm 1 triệu băng ngọt để đi lên chỗ vợ chuẩn bị hạ sinh em bé các bạn ơi. Nhưng mà tôi nghĩ không phải đâu. Anh Côn khéo lại kiếm 1 triệu khéo lại đi sang với em bán cá bên Ngụ các bạn ơi. Anh Côn dạo này thấy là hay sang đấy lấp ló lập lòe bên đấy lắm. Chị Thảo chị không biết thôi nhưng mà tôi biết các bạn ạ. Thì hôm nay anh Côn đây, anh làm gì sẽ dành 1 triệu mà đã ti tuê rồi đi sang đấy làm gì. Các bạn ơi, như vậy là thời gian đã trôi hết 54 phút rồi đó. Thì là tôi đã bắt được 2 người và đã tìm hết 6 làng. Giờ tôi sẽ tiếp tục vào làng, đây là làng Tĩnh Xá các bạn nhá. Đấy, để tiếp tục là bắt người tiếp theo các bạn nhá. Thì là qua 1 tiếng mới bắt được 2 người các bạn ạ. Như vậy là bắt được Côn và bắt được Hiếu. Đấy các bạn ơi, hai người thì mọi hôm ở những cái map nhỏ nhỏ thì tôi đánh giá rất là cao, nhưng mà hôm nay map rộng thì nói chung là số hơi đen, thì là bị bắt đầu hai ông đấy. Thì bây giờ là còn Tâm và Phòng. Đấy các bạn này, Tâm và Phòng thì hai thằng đấy thì gọi là nói thật các bạn, hai thằng đấy nó nghiện ấy. Hai thằng đấy ơi, chơi rất là rộng các bạn nhá. Thì là tôi nghĩ là hai thằng này tôi sẽ bắt khó. Thì tầm khoảng 11 giờ đêm tôi thấy cái bà bán cá bên chợ Ngụ ấy, bà ấy sang nhà anh Côn cứ đứng đấy bảo là đi bán cá cho anh Côn các bạn ạ. Xong một lúc sau tôi lại thấy hai ông bà rủ nhau ra đồng. Tôi không hiểu hai ông ra đồng làm gì, nhưng mà tôi nghĩ là chắc là hai ông bà ấy ra đồng mỏ ốc hay sao các bạn ơi. Nếu các bạn biết các bạn comment dưới video nhá. Các bạn ơi, như vậy là tôi đã tìm hết khu vực làng Tĩnh Xá rồi nhá các bạn nhá. Thì là cũng không có ông nào trốn ở trong cái làng này. Thì giờ tôi sẽ tiếp tục di chuyển sang cái làng tiếp theo các bạn nhá. Không biết là tôi tìm sót hay là mấy ông ấy không trốn ở đây. Khả năng là cũng có khả năng là tôi tìm sót các bạn. Đấy. Trong trường hợp như thế là vẫn phải tìm hết 14 làng các bạn nhá. Thì hôm nay chúng tìm tôi chọn chỗ gốc đa hay là cái chùa các bạn này. Đấy. Nhưng mà tôi ngồi đây tôi không biết là ở đây có ma hay không. Nhưng mà tôi vẫn thấy lạnh lạnh sống lưng, kiểu sợ sợ ấy. Chứ chỗ này là cái chỗ kiểu nó gì linh thiêng ấy. Tôi nghĩ là có mấy con ma chơi nó canh cổng ấy các bạn ơi. Thì tôi cứ cố gắng vì giải thưởng 1 triệu thì tôi cố ngồi đây. Cho dù đái dầm trong quần thì tôi vẫn cố gắng ngồi đây nha các bạn nhé. Các bạn ơi, và làng tiếp theo tôi tìm sẽ là làng Phú Trên các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, giờ bây giờ bắt đầu mới vào làng thứ 8 tìm các bạn ạ. Hy vọng là trong làng này sẽ có ông nào trốn các bạn nhá. Làng này thì nó cũng bé thôi, làng này thật sự là cũng không to đâu. Thì tôi nghĩ là thời gian nó cũng sẽ ngắn hơn thôi, tìm nó cũng sẽ đơn giản hơn các bạn nhá. Đấy các bạn này, đi trốn tìm kiểu này này tôi chỉ có đi trên đường thôi các bạn ơi. Đi xe càng nhanh càng tốt, càng đỡ mất thời gian các bạn. Đó, thì hy vọng là trong làng này là sẽ có ông nào ông ấy trốn các bạn nhá. Đó, làng này thì nó kiểu như là nó gần đường quốc lộ ấy. Thì tôi dạo này tôi thấy anh Côn bắt đầu cải tà quy chính rồi các bạn ạ. Dạo này không còn 11 giờ đêm là rủ nhau đi đi trộm chó nữa rồi các bạn ạ. Thì giờ là tôi bắt đầu thấy trong chuồng gà hơi bị nhiều gà đấy anh Côn ạ. Thì tôi nghĩ là anh Côn đang chuyển sang gọi là trộm gà các bạn ạ. Và các bạn ơi, như vậy là làng Phú Văn Trên này thì cũng không có người trốn như vậy nhá. Thì tôi sẽ tiếp tục đi tìm sang làng tiếp theo các bạn ơi. Đấy, gọi là tầm trưa này rất là lắng các bạn ạ. Thời gian thì đã trôi hết hơn 1 tiếng rồi, thật sự cũng rất là khó các bạn ạ. Tìm từ nãy giờ lạn lắm các bạn ơi, tìm kiểu như là map nó rộng quá các bạn ơi. Thì nói chung là cái thử thách này thì rất nhiều bạn yêu cầu nhá các bạn nhá. Thì các bạn mà yêu thích anh em chúng tôi, muốn anh em chúng tôi làm gì thì các bạn cứ comment để anh em chúng tôi sẽ thực hiện các bạn ạ. Thì tôi lại nói một tí về anh Hiếu như các bạn ơi. Không biết là sáng nay kiểu gì, không biết là cần tiền dùng để làm gì các bạn ơi.
không biết là hỏi tôi là có cái app nào trên mạng có vay được mượn tiền nhanh không nhưng mà này thì không biết thế nào, thì tôi hỏi ra thì mới biết là anh Hiếu à, cái vụ trước là tặng quần không đúng màu ấy, thì hôm nay anh Hiếu mạnh dạn nên ấy vay app được 2 triệu nhá, để mua một cái quần xịt hàng hiệu màu đỏ thật đẹp như hiệu Gucci như vậy này, thì chắc là tặng cho em là quần nổ, chắc tôi nghĩ là 1-2 hôm nữa là đôi đấy lại quay lại với nhau, tình yêu đẹp thật đấy, nhưng mà vẫn phải dùng đến tiền các bạn ạ. Các bạn ơi, tiếp tục là tôi sẽ tìm ở thôn Diện Dương nha các bạn nhá. Đấy, cái làng Diện Dương này thì nói chung nó chỉ ở hai bên sông này thôi các bạn nhá. Nó cũng rất là nhỏ. Hy vọng là sẽ có ông nào trốn ở làng này các bạn ơi. Tầm này 12 giờ trưa đó, lắng thật. Nói chung là mấy ông này trốn thì tôi nghĩ là tầm lắng thế này thì mọi người chỉ trốn ở gốc cây, ví dụ những bóng mát kiểu như này này các bạn ạ. Đấy, thì mọi người mới trốn được cơ. Bởi vì thời gian ngày hôm nay là 2 tiếng thôi các bạn ạ. 2 tiếng rồi mà ông nào mà trốn ở ngoài lắng thì thật sự là sẽ quẳng ngay các bạn, cũng không phải là đơn giản. Bây giờ là còn Tâm với Phòng, hai ông đấy thì quen biết nhiều lắm, rộng nhiều lắm. Có khi hai ông đấy lại chơi ăn gian, lại không trốn ở ngoài đường, lại đi vào nhà bạn mấy ông ấy chơi thì lại mua giấy bạc với ống hút về, thì thật sự là ai mà tìm được. Các bạn ơi, thì tới nó lại gây họa các bạn ạ. Vừa sáng nay lại đâm vào đít bà U40 xong. Xong rồi đến trưa lại gọi anh em vay tiền, hỏi xem anh em có tiền không ấy. Để sửa đèn, sửa gương, rồi các kiểu đâm lát bét cái đầu xe, tí thì lên thời sự các bạn ạ. Các bạn ạ, như vậy là thôn Diện Dương này thì tôi tìm cũng không bắt được ai các bạn nhá. Cũng có khả năng là tôi tìm sót hoặc là mấy ông ấy trốn thật kỹ các bạn ạ. Như vậy là tôi đã tìm hết 9 làng rồi, mà mới chỉ bắt được 2 người. Lạn quá, khó quá các bạn ạ, thời gian thì cũng trôi qua rất là nhiều các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục sang làng tiếp theo nha các bạn nhá. Thì hôm nay bác Ngoặt vật tay với tôi gọi này. Thì cứ nói là lý do là tay bác đau. Nhưng mà thật chứ tôi lên đấy bén mảng lên cái xóm 1 thì tôi thấy hàng xóm láng giềng người ta bảo là hôm qua bác Ngoặt chắc không biết làm sai cái gì, rửa bát không sạch hay là rửa ít cho con vẫn còn bẩn ấy. Nên là chắc là bị bác gái đánh gọi này. Đánh cho què hết cả tay hay sao, dạo này tay trước là chắc giờ đi cầm cái cốc uống nước còn không cầm được các bạn ơi. Các bạn ơi, như vậy là thời gian đã trôi hết 1 tiếng 30 phút nha các bạn ạ. Tôi tìm hết 9 làng rồi, để mất 1 tiếng 30 phút. Và tiếp theo là tôi sẽ tìm ở làng Mỹ Duệ các bạn nhá. Đấy, không biết là làng Mỹ Duệ là có ông nào trốn hay không. Đấy, mới chỉ hết 9 làng mà hết 1 tiếng rưỡi. Bây giờ sẽ còn 30 phút nữa mà còn 2 người chưa bắt được các bạn ạ. Không biết là làng này là có ông nào trốn hay không, thì tôi sẽ cố gắng nhé các bạn nhé. Giờ ngồi đây tôi mới nhớ ra hôm nay là thử thách đi tìm mà tận 2 tiếng gọi đây. Thì bây giờ là thời tiết là gần trưa gọi đây. Quên nữa không, tôi không bảo em hàng xóm nấu cho một hộp cơm cầm đi để phòng bác Ngọt không tìm thấy, ngồi đây đỡ đói các bạn này. Thế thì quên mất. Thật chứ không biết bây giờ chỗ nào có hoa quả thì không, phải đi kiếm ít về ăn thôi chứ ngồi đây chắc liệm đấy. Các bạn tiếp tục đến khu vực đình chùa này các bạn nhá. Đấy, ở đây thì cũng rất là tùm. Hình như bác Ngọt đang lúc đó phân tích ở gần đây các bạn ơi. Chắc là tôi oảng rồi. Cái này không được luẩn đâu các bạn ơi. Tôi chỉ được phép ngồi trên bê tông thì thôi, chắc là tôi liệm rồi. Nó rất là mát, căn bản là cái chỗ này là ở cái cuối làng ấy các bạn ơi. Gió vào rất là mát, ông nào mà trốn đây có khi lại ngủ một giấc luôn ở đây các bạn ơi. À đây có một cây đá. À, các bạn ơi. Và người tiếp theo bị bắt là em Phòng nhá. Phòng ơi. Làm gì đây đây? Tao ngủ được giấc rồi bác ơi. Rồi các bạn ơi, như vậy là người tiếp theo bị bắt là Phòng nhá. Phòng ơi, mày trốn được tận đây thật. Ui các bạn ơi, như vậy là hết 1 tiếng 40 phút rồi. 1 tiếng 40 phút mới bắt được Phòng các bạn nhá. Cháu được ngủ giấc rồi đấy. Vậy à, tôi sẽ tiếp tục mà còn 20 phút nữa phải cố gắng đi bắt lốt em Tâm nhá các bạn nhá. Mới Tâm nó giúp ở cái làng nào cơ. Thì mấy anh em trong team tôi này, anh Ngọt này, anh Hiếu, anh Phòng, anh Côn đang chuẩn bị có dự định gọi là học lái xe ô tô ấy. Nhưng mà mặc dù trong team có tới dạy lái xe đấy, nhưng mà tôi thấy anh em gọi là không để ý gì rồi, không thèm mà hỏi han câu nào nhá. Thì không biết là cái trình độ lái xe của tới nó va quẹt nhiều quá, anh em sợ hay sao mà không dám tin tưởng tới dạy các bạn ạ. Các bạn, và làng tiếp theo tôi sẽ tìm đó là làng Văn Xá Trong nhé các bạn nhá. Đó, làng này thì cũng rất là bé thôi. Mấy làng này thì bé hơn là làng tôi các bạn. Đấy. Thì không biết là trong làng này là có Tâm nó có giúp không.
khả năng là tôi nghĩ là Tâm nó chơi, đâu biết đâu rồi Tâm ấy chơi ăn gian, nó về nhà nó ngủ một giấc thì biết được thế nào bạn ơi. Đấy, nói chung là ngày hôm nay tôi đã tìm được 3 người thì như thế là một kết quả cũng đáng mơ ước rồi các bạn nhá. Tìm được 3 người mà chúng tìm quanh xã mà chỉ có 2 tiếng thôi. Thật sự là tốc độ tìm của tôi thật sự là cũng nhanh. Các bạn là kinh nghiệm tìm của tôi nó cũng có nhiều rồi. Tôi đã qua bao nhiêu clip trốn tìm rồi thì là kinh nghiệm đi tìm nó cũng khả năng là cũng sẽ hơn mọi người các bạn ạ. Ví dụ để cho Hiếu mà đi tìm thì bao giờ mới tìm được người các bạn ơi. Nói chung là cũng phải quyết tâm cố gắng rồi các bạn ơi. Tầm này tầm 1 giờ rồi nó lắng thật các bạn ơi. Càng ngày càng lắng này. Còn không sao các bạn ạ, vẫn vì một cái video hay nhá, phải cố gắng hết mình để có những video hay cho tất cả các bạn xem các bạn nhá. Mà các bạn phải yêu cầu anh em chúng tôi làm cái trò chơi gì hay là video như nào các bạn cứ comment nhá. Thì gia đình nhà anh Hiếu đang có dự định là san phẳng cái ngôi nhà anh Hiếu đang ở ấy, để xây một cái trại cai nghiện các bạn ạ. Thì những nơi như thế chỉ dành cho tôi, anh Phạm, còn anh Hiếu nữa. Nhưng mà anh Hiếu mà chưa cai được nghiện thì không bao giờ mở được cái trại cai nghiện đâu các bạn ạ. Tôi không tìm được ai nhá. Đấy, thật sự là cũng rất là khó rồi. Giờ thì thời gian đã trôi cũng gần như gần hết rồi. Giờ tôi sẽ tiếp tục di chuyển sang làng khác các bạn ơi. Còn nước thì phải còn múc nha các bạn nhá. Hy vọng là sẽ bắt được lốt em Tâm nha các bạn nhá. Các bạn ơi, thì tôi nghe nói là anh Phong lại chuẩn bị nghỉ YouTube rồi đấy các bạn ơi. Thì các bạn biết tại sao không? Tại vì bố mẹ anh Phong biết anh Phong nghiện rồi ấy, đã gửi hồ sơ vào vào đi trại cai nghiện đấy các bạn ơi. Tôi lại mất đi một bạn nghiện rồi, anh em lại mất một người quay YouTube cùng. Buồn lắm các bạn ơi. Các bạn, làng tiếp theo tôi sẽ tìm đó là làng Phương Mới các bạn nhá. Đấy, làng này thì là gần ở khu vực làng tôi. Thì không biết là Tâm nó có giúp ở cái làng này không các bạn nhá. Tầm này thật sự cũng rất là lắng rồi các bạn ơi. Vừa lúc tầm 11 rưỡi 12 giờ thì trời nó cũng hơi mát mát thôi. Nhưng mà đến tầm 1 giờ này thì nó lắng thật, lắng kinh khủng luôn các bạn. Đấy thì không biết là Tâm nó có giúp ở đây hay không. Làng này thì gần làng tôi các bạn nhá. À mà từ đấy là làng tôi chưa quên, tôi chưa tìm các bạn ạ. Đấy là cái điểm xuất phát đầu tiên đấy các bạn ơi. Thì là tôi lại chưa tìm. Thì tôi nghĩ là bây giờ còn có 7 phút nữa thì tôi chắc là tìm hết cái làng này thì là hết giờ rồi. Thì chiều qua tôi có thấy anh Hiếu đang bơi rình mò nhà tới nha các bạn ơi. Thì đúng lúc người vợ tới đang tắm, vợ tới đi ra nhòm thấy anh Hiếu mặc quần xịt Doraemon thì tôi không hiểu anh Hiếu nghĩ cái gì đấy. Tới mà biết tới buồn lắm anh Hiếu ơi. Thời gian bây giờ chỉ còn mấy phút nữa các bạn ạ thì hết giờ các bạn ạ, thì thật sự cũng rất là khó các bạn. Thử thách này đến giờ là thật sự cũng rất là oải các bạn ạ. Căn bản là tìm 2 tiếng đồng hồ các bạn ạ. Mà trời lắng. Thế là chúng tôi là chơi từ lúc 11 rưỡi các bạn ạ. Thì bây giờ là tầm gần 1 giờ rồi. Đấy thì thật sự là đã hết gần 2 tiếng rồi các bạn nhá. Rất là oải rồi. Thì tôi nghĩ là em Tâm ngày hôm nay đã là người chiến thắng rồi. Và giờ tôi sẽ tìm gọi điện thoại để gọi cho em Tâm xem là em Tâm trốn ở đâu các bạn nhá. Vừa tôi mình được nghe cái tin mừng các bạn ạ. Anh Ngọt đã gọi cho tôi thông báo là tôi là người vô địch rồi nhá các bạn ơi. Thì hôm nay tôi ăn được giải thưởng 1 triệu của anh Ngọt rồi. Tôi sẽ dùng 1 triệu đấy để mua giấy bạc rồi ống hút chai lọ các kiểu các bạn ạ. Nếu mà cảm giác mà vẫn chưa đủ thì tôi sẽ mời anh Phong về. Các bạn ơi, thì ra làng Tâm nó lấp luôn ở cái làng tôi các bạn ạ. Thế Tâm ơi, anh không ngờ mày lại lấp luôn ở cái làng này, hay là mày không có xe mày đi sang làng khác à? Không anh ơi, em chơi bài liều đấy anh ạ. À, liều mới ăn nhiều. Ê, thằng này hôm nay may mắn thật đấy các bạn ơi. Mới đầu tôi không nghĩ là sẽ có người trốn ở làng tôi đâu. Đấy, tôi cứ đi tìm tất cả các cái làng khác thì cuối cùng là Tâm đã là người chiến thắng rồi nhá. Giờ thì Tâm sẽ về kia là tôi sẽ trao thưởng cho Tâm các bạn nhá. Các bạn ơi, như vậy là thử thách trốn tìm ở quanh xã ngày hôm nay thì là thật sự là em Tâm thì trốn rất là may mắn thôi. Thì thực ra là em Tâm cũng không mạnh lắm các bạn nhá. Đấy, những người nghiện thì nó rất là may mắn. Thì phần thưởng là 1 triệu đồng thì tôi sẽ dành cho em Tâm nhá, tôi sẽ chuyển khoản nhá. Còn nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đăng ký kênh, like, chia sẻ và comment ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Một lần nữa cảm ơn tất cả đã xem video. Xin chào.